có một kiến thức mới này rất là thú vị, mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Đó là cái trường hợp mà bị rối loạn chức năng thận á, và các vấn đề liên quan đến bài tiết, thì ngoài cách mà chữa trị bằng cách ngâm trong dung dịch cacao từ 0,5 đến 0,1%, thì cũng có một cái cách khác, đó là cho cá uống cái loại dầu thầu đầu. Thì các bạn có thể gõ cái công dụng của cái dầu thầu đầu này trên Google, và việc này nó cũng có hiệu quả trong cái việc thúc đẩy bài tiết. Nhưng mà các bạn lưu ý chú ý là đây là một cái phương pháp gọi là hên xui, nghĩa là ăn được thì ăn cả, còn không thì được gọi là sao ta, được ăn cả ngã về không. Và dù đây là một cái phương pháp không mấy được khuyến khích, nhưng mà mình cũng sẽ nói sơ với các bạn về cái quy trình, cái cách mà sử dụng cái phương pháp này như sau. Có nghĩa là bạn chỉ nếu mà chỉ trong một tông một ngày thôi, và bạn tăng cái nhiệt độ lên 33 độ, bằng cách đó là cái nhiệt độ hôm trước là bạn để 25 độ, đến ngày kế tiếp thì bạn điều chỉnh đến 33 độ, và cái ngày tiếp theo nữa thì các bạn sẽ điều chỉnh xuống 25 độ. Thì cái cách điều chỉnh nhiệt độ này cộng với cái ngâm cái loại dầu thầu đầu thì nó sẽ khiến cho cá, ép cho cá bài tiết một cách mạnh mẽ, và sau đó thì nó sẽ thải hết phân và nước tiểu tích tụ ở trong người ra ngoài. Nhưng các bạn cần chú ý ở đây, đó là các bạn cần phải hiểu là ngay cả khi mà cái nhiệt độ nó được xử lý tạm thời, có nghĩa là thậm chí các bạn giữ cái nhiệt độ 25 độ hoặc là cao hơn nữa trong một thời gian dài á, thì cái chuyện này nó sẽ dễ gây ra rối loạn chức năng của bong bóng cá và rối loạn cái chức năng bài tiết ruột, và nó rất là nguy hiểm. Do đó mà mình đã thường xuyên khuyên các bạn rằng đối với cá vàng mong muốn được sống và sinh sản trong một môi trường gần gũi với thiên nhiên mà không cần dùng sữa. Đó là lý do mà mình hoàn toàn không có dùng sữa cho cá trong cái việc chăm sóc bình thường. Thì quay lại cách điều trị bằng cá thầu đầu á, bằng dầu thầu đầu á, thì cách điều trị này nó chỉ áp dụng cho cái việc mà rối loạn chức năng thận, là bởi vì rối loạn bài tiết nên là cái amoniac có tích tụ trong cơ thể quá nhiều, nó gây ra rối loạn bài tiết. Và nên là cách này chỉ thích hợp trong cái việc mà điều trị cá bị sù vẩy. Tuy nhiên, đây là một cái cách gọi là cuối cùng, mình không còn cách nào để sử dụng thì mình mới sử dụng cách này thôi. Và khuyến khích là không có nên sử dụng, bởi vì các bạn hãy tưởng tượng cái loại dầu thầu đầu nó là một cái loại dầu, và bạn ngâm cá như vậy thì nguyên một cái hồ mà bạn chữa bệnh cho cá nó chỉ toàn là dầu thôi, cộng với cái việc mà tăng nhiệt độ lên xuống như vậy để mà ép cá bài tiết ra thật sự là không tốt cho cá. Nên là cách này là cách mà dù là nó có tác dụng nên là nhưng mà nó mang tính hên xui, nên là khuyên là không nên sử dụng.